Giáp. À, đường này là đường Lê Quang Định, nối dài. Đây, phía trước là chợ Gò Giáp nha. À, đang đi vô rừng cấm. À, khu vực Gò Giáp này đã bỏ những cái đầu trắng rồi. Xe thông suốt, người qua đi lại. Lê Quang Định và ngã tư Nguyễn Thái Sơn. Thank you.
rồi. Tới khu này nó cái đuôi nó quấn rồi. Đó, khu này là vẫn còn đông đúc luôn, hầm gót luôn, nhưng mà chợ cũng như dẹp hẳn là ồ chợ đó không dây rồi. À, vẫn buôn bán hàng ăn hàng uống, chủ yếu là ăn thực phẩm. Phía tay trái hơi tay trái là cũng gần không hả? Kiosk chợ rồi. Chợ đường lại coi tình hình chợ đường lại như thế nào.
Phan Văn Trị à.